Rồi, chào mừng cả nhà đến với livestream của Phúc ngày hôm nay nha. Rồi, chúc cả nhà luôn có một bầu trời sức khỏe luôn luôn tràn đầy năng lượng, luôn tràn ngập trong ý niệm tình yêu thương, lòng biết ơn, thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Yes, vậy thì ngày hôm qua Phúc đã chia sẻ với cả nhà về cái việc mà chúng ta thiết lập một cái bức tranh tài chính cho một tháng cũng như là cái bản tầm nhìn dài hạn cho cái cuộc đời của mình ha. Vậy thì bao nhiêu số anh chị đã có cho mình một cái bức tranh tài chính 30 ngày rồi ạ? Yes, có thể comment cho Phúc biết được không ạ? Chúng ta hãy, cái việc này là vô cùng quan trọng luôn cả nhà ha. Hãy thiết lập cho mình một cái bức tranh tài chính 30 ngày cũng như là một cái bản tập nhìn cho cái cuộc đời của mình. Bao nhiêu số anh chị có rồi? Nếu mà có rồi thì hãy cùng em Phúc đồng hành để mà chúng ta đón nhận những kiến thức tiếp theo ha. Và nếu như những anh chị mình chưa có thì hãy inbox ngay cho nhóm trưởng của mình, hoặc là nếu như anh chị chưa có đội nhóm thì cũng có thể inbox cho em Phúc để em Phúc hỗ trợ cho cả nhà của mình. Cái bước là chúng ta hãy thiết lập cho mình cái bức tranh mục tiêu, nó sẽ bao gồm có cả tài chính, mối quan hệ và sức khỏe của mình cả nhà ha. Vậy thì ngày hôm nay Phúc sẽ chia sẻ với cả nhà của mình làm sao mà chúng ta có thể ứng dụng được sức mạnh tiềm thức. Thì chúng ta phải hiểu được ba cái quy luật của tiềm thức, và cái quy luật đầu tiên đó chính là quy luật niềm tin. Khi mà chúng ta tin cái điều gì đó, thì cái điều đó nó mới trở thành sự thật được cả nhà ha. Vậy thì có một cái chiếc xe đi, bây giờ Phúc giao cho cả nhà một chiếc xe ô tô. Nếu mà chúng ta chưa biết cái cách đi, chúng ta chưa biết cái cách vận hành như thế nào, thì chúng ta phải trải qua, chúng ta phải học lý thuyết và chúng ta phải thực hành. Và cái việc thực hành này phải lặp đi lặp lại thì nó sẽ trở thành cái bản năng của chúng ta, và chúng ta sẽ làm một cái cách nó rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ chạy trên đường lộ rất là thuận lợi luôn và rất là nhanh chóng ha. Và cái việc tiềm thức của chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải vận hành ứng dụng đúng cái quy luật của nó thì chúng ta mới có thể thuận lợi đạt được cái mục tiêu của mình nó một cách dễ dàng hơn ha. Cái quy luật niềm tin có nghĩa là chúng ta tin điều gì đó thì cái điều nó sẽ trở thành sự thật. Nếu như chúng ta không tin, em Phúc chia sẻ với cả nhà của mình luôn ha. Đầu tiên chúng ta không tin thì chúng ta sẽ không ứng dụng được sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn. Và quy luật của cuộc sống đó chính là quy luật niềm tin. Bất kể điều gì anh chị tin thì tiềm thức của chúng ta mới đón nhận được cả nhà ha. Tin tưởng 100% vào cái điều mà anh chị đặt ra, những cái mục tiêu của anh chị đặt ra, anh chị phải đặt tin tưởng 100%. Và có một số anh chị nói rằng tôi cố gắng 90%, tôi nỗ lực 90%, vậy thì tôi có đạt được cái kết quả hay không ạ? Vậy thì Phúc đưa ra một cái ví dụ để cả nhà cùng xem lại tại sao chúng ta phải tin 100%. Cái điều chính xác, cái tỷ lệ chính xác 100% này nó quan trọng như thế nào cả nhà ha. Vậy thì trong cái việc mà chúng ta trong một cái hãng hàng không đi, có một nhân viên mới nói rằng là tôi làm việc với cái tỷ lệ chính xác 99%. Trong 100 chuyến bay là chỉ có 99 chuyến là an toàn, còn lại 1 chuyến không an toàn đâu. Vậy thì khi mà chúng ta nghe điều này, chúng ta có dám sử dụng dịch vụ với hãng hàng không này không ạ? Yes, chúng ta nghe là chúng ta đã cảm thấy mình rất là lo lắng ha. Ai mà kiểu giống như là gấp rút lắm hay hoặc là liều lĩnh lắm thì chúng ta mới dám đi ha. Hoặc là chủ tiệm thuốc cũng nói rằng tôi làm việc với cái mức độ tập trung 99%. Vậy thì trong 100 đơn hàng thì tôi có một đơn sơ suất thôi. Vậy thì nó cũng không có thể nào mà đảm bảo được cái tính an toàn của mình cho cái người tiêu dùng, cho cái người mà sử dụng dịch vụ được cả nhà ha. Khi mà trong cái 95% dân số, trong 95% dân số thì họ tranh giành 5% tài sản của thế giới. Và trong 5% dân số thế giới thì họ chiếm giữ 95% tài sản thế giới. Vậy thì cái điều gì khác nhau ở đây? Cái điều gì khác nhau ở đây ? Đó là cái tính chính xác. Chính xác, cái tính chính xác 100% của họ tạo nên sự khác biệt như vậy. Và cái sự chính xác tạo nên sự đáp giá. Em Phúc ví dụ như là
có một chiếc áo. Có một chiếc áo thì cũng là hai cái áo này giống nhau, nhưng một cái chiếc hàng chợ và một cái chiếc áo hàng hàng hiệu, hàng thiết kế. Vậy thì cái hàng hiệu thiết kế nó sẽ chính xác từng đường kim mũi chỉ. Vậy thì bây giờ cái hai cái này nó sẽ khác nhau về giá trị đúng không ạ? Và nó sẽ khác nhau về tiền. Cái thiết hàng thiết kế nó sẽ đắt tiền hơn. Đó là cái chính xác. Đó là có nghĩa là cái chính xác nó tạo nên sự đắt giá, nó tạo nên cái giá trị của nó. Vậy thì nếu mà em Phúc nhắc lại với cả nhà của một lần ha, là nếu mà chúng ta nỗ lực 90%, chúng ta tin tưởng 90% hoặc 99% thì chúng ta cũng không có ứng dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn được ha. Vì cái niềm tin, tin thì mới có, không tin thì không có. Một cái quy luật này nó rất là quan trọng trong tất cả cái việc mà chúng ta ứng dụng để chúng ta đạt được những cái mục tiêu của mình. Mục tiêu nhỏ hay mục tiêu lớn dựng vậy, chúng ta phải tin, tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái con người của mình, tin vào chính bản thân của mình, tin vào sức mạnh tiềm thức, tin vào luật hấp dẫn thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Tin và phải 100% cả nhà ha. Vậy thì có một cái đoạn phỏng vấn của cầu thủ Ronaldo cũng chia sẻ rằng là có người thầy đó mới phỏng vấn Ronaldo, không mới hỏi Ronaldo rằng là vậy thì theo anh là cầu thủ nào là giỏi nhất thế giới, là xuất sắc nhất thế giới? Và anh ta mới điềm tĩnh, anh ta trả lời rằng theo tôi, trong tâm trí của tôi là một cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi vì trên thế giới này có thể 1.000 người, hoặc là tất cả những con người trên thế giới này có thể không tin chúng ta, nhưng mà có một người phải tin, có một người phải tin, đó là chính cái bản thân của mình, chính cái sức mạnh bên trong của mình phải tin mình thì mình mới làm được cái đó. Một số thiên tài phát minh ra những cái phát minh mới á, thì khi nói ra ý tưởng á, thì người ta mới nói là ý tưởng điên rồ, và thậm chí là cho những người này đi vào ở trại giam vì nói là họ không được bình thường đấy. Và cho đến khi tất cả mọi thế giới, cả thế giới đều không tin họ, nhưng chỉ có chính bản thân họ tin được. Và họ đã làm được cái điều đó, họ đã phát minh ra được những cái phát minh mới tuyệt vời để mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Tất cả mọi người không tin mình thì không sao, mà khi mà có ai đó nói rằng anh chị không làm được đâu, thì chính họ đang nói chính họ, họ đang nói chính mình, họ nói ra là cái tai họ nghe là người đầu tiên, và chính bản thân họ không làm được điều đó, cho nên rằng là họ mới nói như vậy cả nhà ha. Và bao nhiêu số chị đã nắm rõ cái quy luật niềm tin rồi ạ? Tin thì mới có, không tin thì không có, và tin tưởng với mức độ 100% cả nhà ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái quy luật thứ hai, đó là quy luật tác động phản ứng. Vậy thì cái quy luật này lúc xưa chúng ta thường học vật lý, chúng ta học lúc học sinh á, thời học sinh chúng ta cũng học vật lý, là khi mà chúng ta tác động vào bức tường đi, chúng ta đấm vào bức tường một lần thì cái bức tường đó nó sẽ phản, nó sẽ tác động lại chúng ta một lần. Vậy thì bây giờ chính những cái suy nghĩ của chúng ta nè, những cái suy nghĩ chúng ta suy nghĩ bên trong điều gì thì chúng ta sẽ tác động, và tiềm thức của chúng ta chính là cái trí não vô thức của chúng ta sẽ tác động lại chúng ta bằng cách thu hút nguồn lực đến cho chúng ta. Vậy thì quan trọng là bây giờ chúng ta đang suy nghĩ cái điều gì. Nếu như anh chị suy nghĩ những cái điều không tích cực thì tiềm thức của chúng ta sẽ tác động lại bằng cách thu hút những cái nguồn lực, những cái nguồn lực chưa có tích cực, những cái câu chuyện, những cái tình huống chưa tích cực đến để cho cái điều chưa tích cực đó nó xảy ra. Và nếu như anh chị suy nghĩ tích cực, những cái tư duy, những cái điều tích cực hỗ trợ cho cái hành trình thành công của chị, hỗ trợ cho cái việc anh chị luôn tập trung những cái suy nghĩ vào cái mục tiêu của anh chị, thì tiềm thức sẽ phản ứng lại bằng cách thu hút những cái nguồn lực, những cái con người đấy hỗ trợ cho anh chị đạt được cái mục tiêu đó. Rồi cả nhà đã hiểu được cái phần này chưa? Và 95% dân số là họ thành công, 95% dân số là họ chưa thành công, và
5% dân số còn lại thì họ là những con người thành công. Vậy cái điều khác biệt ở đây đó chính là những cái người mà họ chưa thành công á, là họ tập trung vào những cái điều chưa tích cực, những cái điều nói chung là rất rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, mà khi họ tập trung vào vấn đề thì vấn đề càng nảy sinh. Còn những con người thành công họ tập trung vào mục tiêu của họ, họ tập trung gia tăng tài sản thì tài sản sẽ gia tăng, tập trung vào cái điều gì đó thì cái điều đó nó sẽ được mở rộng. Tất cả mọi điều là do suy nghĩ của chúng ta, suy nghĩ sẽ tác động một lực, và tiềm thức hay là trí não vô thức của chúng ta sẽ phản ứng lại chúng ta bằng cách thu hút nguồn lực đến. Vậy thì cái suy nghĩ này nó rất là quan trọng. Vậy thì anh chị phải làm sao tập trung suy nghĩ vào cái mục tiêu cuộc đời của mình, mục tiêu 30 ngày của mình, hoặc là những cái mục tiêu dài hạn của mình, để mà chúng ta nhờ tiềm thức của chúng ta thu hút đến cho chúng ta những cái nguồn lực, những cái con người mới, những cái thông tin mới, những cái sự kiện mới, để mà chúng ta mới có thể có những cái chiến lược mới để mà chúng ta hành động, để chúng ta mới đạt được cái mục tiêu đó chưa. Và vậy thì kể từ đây bao nhiêu số anh chị đã cùng với em Phúc, cùng đồng hành với em Phúc để chúng ta cùng làm sao phải tập trung vào cái mục tiêu thứ nhất, đặt mục tiêu, tập trung vào mục tiêu, suy nghĩ vào mục tiêu và hành động để đạt được mục tiêu đó ạ. Rồi vậy thì tất cả những cái điều và trong cái cuộc sống này chắc sẽ có những cái điều chưa thuận lợi xảy ra, nhưng mà chúng ta hãy chuyển hướng, chúng ta hãy suy nghĩ rằng